Sơn Hồ TV xin kính chào toàn thể quý vị nhé. Thì hiện tại Sơn đang ở một cái cánh đồng này, là mặt trời cũng đã xuống loi nhoi đến đây rồi, gần 6 giờ rồi. Thì Sơn đang còn vô đăng video nữa chứ. Nói chung là đây là một cái hồ gọi là siêu cá nhá. Thằng kia là thằng nào ta? Hello mọi người. Thằng này thằng báo quý vị ạ. Thì sắp tới Sơn sẽ lên thật nhiều sản phẩm nha quý vị. Thằng nào néo á? Mày phá vừa ấy nhá. Thằng kia. Thằng này đúng phá hoại quý vị ơi. Chán nó ghê, mày phá quá. Mặt trời này quý vị. Mặt trời ở đâu là ở đâu. Thì bây giờ Sơn sẽ cho siêu phẩm này lên nhá. Quý vị đoán xem lên không? Không lên thì bẻ luôn. Trời ơi, Việt Nam yêu tính mà. Không lên bẻ luôn. Đâu. Cầm ra đi. Cầm nó phủi đi. Trời, thế là nhìn gì chứ. Ném hồi đít dây mà lên đi tìm diều thôi cho mình. Thằng này tên thật là nó thằng này là tên thật là Cún nha quý vị. Nguyễn Đức Cún. Tên hay vậy á. Độc lạ đấy, Nguyễn Đức. Quý vị thấy không? Này không lăn tăn lên thuyền và không nói phét nữa thì Sơn sẽ cho diều lên nha. Chứ nói phét nãy giờ quý vị chắc bỏ đăng ký khoảng tầm 7-8 người rồi đó. Thôi cho lên thôi. Bây giờ sẽ lên lại nhá quý vị. Chuẩn bị idol. Lại tiếp tục cho quý vị ơi. Một lần không lên thì cho 10 lần. Nói thế cho 3 lần đấy quý vị ạ. Khổ lắm. Từ từ đái đồ ơi. Căng hết cả luôn. Rồi ai đồ. Tiếp tục cho quý vị ơi. Lần này là lần chốt hàng. Một bao. Nó đâu rồi? Đâu? Bên bờ hả? Ok rồi, giật dây đi. Rớt rồi quý vị ạ. Idol mình đang đi lấy. Này cầm luôn idol. Trời. Hãy cầm luôn. Còn gì nữa? Không phải bữa nay không có gió. Nói vậy chứ không có gió mà cục đá to phát gớm để lại quay cái cục đá cái ai rồi. Lại quay cái ai rồi.
hai đồ quấn dây dùng ấy. Giật dây chưa? Chưa. Trời ơi, hai đồ. Trời ơi. Tí nữa gãy đuôi. Sơn nói rồi, ai chứ cái thằng Minh này nó báo Sơn lắm. Nó không bao giờ nó yên ổn được đâu. Rồi, quấn đi. À, bay được rồi đấy, nhưng mà mỗi tội cái cục đá nó hơi gớm nên là phải cần một lượng gió thật là ngon quý vị ạ. Thì vì Sơn biết mấy cái con diều này mà, hồi trước Sơn có làm một cái con diều độc lạ, Sơn biết rồi. Mệt lắm, Sơn hổ giờ đuối sức rồi. Hy vọng là toàn thể quý vị like đăng ký kênh mạnh tay nhá, Sơn giờ mệt lắm rồi. Quấn dây cẩn thận ai đồ ơi. Quấn dây đít dây, ngày mai thả không thả được nhá. Thì có thể là hẹn vào quý vị vào một ngày mới thôi. Giờ không có gió sao thả quý vị. Nói vậy chứ gió này. Này, gió ở đâu? Này, cây bịch đàn cao ấy mà gió không có. Chán. Diều thì đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà một tội là nó, tại vì cái con này là Sơn làm hai bên cánh là nó cứng mà, nên là hai bên ngoài thì nó mềm nhưng mà hai bên trong là nó cứng, nên thế nó hơi khó lên. Giống cái con hồi trước mà Sơn có một cái con diều diều bông diều mẹ bông con, mẹ bông con bèn đấy, cái con đấy ý đúc luôn. Thì thôi quý vị ơi, thì Sơn cũng cảm ơn tất cả quý vị cũng đã xem video của Sơn nhé. Thì Sơn hổ thì cũng rất là vui khi được mọi người ủng hộ, gọi là quý vị chỉ cần like đăng ký kênh ủng hộ Sơn thôi. Điểm đó là niềm vui của Sơn để Sơn có động lực làm thật nhiều siêu phẩm mới nhá. Nhưng mà con này Sơn sẽ test lại tiếp tục nhá quý vị, không để thế này được. Nếu mà bay thì quý vị mà thích Sơn sẽ tặng, nhưng mà bay đấy quý vị. Mỗi tội không có gió tại vì nó bị ụp cái đầu xuống á, tại vì cái cây nó nặng quá. Thì bây giờ Sơn chào quý vị và hẹn quý vị vào clip tiếp theo của Sơn nha. Bye bye quý vị nha.